Xin nên nồng nhiệt chào mừng các vị khách quý, quý vị đại biểu cùng đến tham dự diễn đàn bất động sản 2022 PropTech xu hướng tất yếu của thị trường do báo Thanh Niên tổ chức ngày hôm nay. Kính thưa các vị khách quý, thưa quý vị đại biểu, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra vô cùng mạnh mẽ trên toàn cầu, làm thay đổi mọi mô hình phương thức phát triển của từng quốc gia. Tại Việt Nam, Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết số 52 ngày 27 tháng 9 năm 2019 về một số chủ trương chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Tiếp đó, Chính phủ ban hành nghị quyết số 50 ngày 17 tháng 4 năm 2020 về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết số 52 và quyết định số 645 của Thủ tướng Chính phủ ngày 15 tháng 5 năm 2020 phê duyệt kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021-2025. Tất cả những chủ trương chính sách đó đã khẳng định chuyển đổi số trở thành một xu hướng tất yếu và làm thay đổi toàn diện mọi lĩnh vực kinh tế xã hội, trong đó có lĩnh vực bất động sản. Thưa quý vị, tại Việt Nam, chuyển đổi số đã diễn ra rất mạnh mẽ ở nhiều lĩnh vực như tài chính, du lịch. Tuy nhiên, ở lĩnh vực bất động sản thì chuyển đổi số diễn ra chậm hơn. Vì vậy, để nhằm giúp các doanh nghiệp bất động sản có những thông tin về một bức tranh toàn cảnh về chuyển đổi số trong lĩnh vực bất động sản, những tác động và cơ hội mà chuyển đổi số mang lại, cũng như những khuyến nghị, những giải pháp để giúp các doanh nghiệp bất động sản có thể chủ động thích ứng và chuyển đổi số, ngày hôm nay, báo Thanh Niên tổ chức diễn đàn bất động sản 2022 PropTech xu hướng tất yếu thị trường. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự có mặt của các vị khách quý đến tham dự diễn đàn hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Xin được trân trọng giới thiệu anh Nguyễn Minh Chiết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam. Xin được trân trọng giới thiệu giáo sư tiến sĩ khoa học Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Xin trân trọng giới thiệu ông Đặng Khắc Lợi, Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông. Chúng tôi xin được cảm ơn Bộ Xây dựng và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã gửi lẵng hoa đến chúc mừng diễn đàn. Về phía đơn vị tổ chức, xin được trân trọng giới thiệu bà Đặng Thị Phương Thảo, Phó Tổng biên tập Báo Thanh niên, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Diễn đàn hôm nay cũng xin được nồng nhiệt chào mừng và trân trọng cảm ơn sự có mặt của các diễn giả, các chuyên gia, các lãnh đạo đại diện truyền thông, đối ngoại, công nghệ của gần 100 doanh nghiệp đối tác của Báo Thanh niên trong lĩnh vực bất động sản và công nghệ. Chúng tôi cũng xin được trân trọng cảm ơn sự quan tâm của hơn 30 cơ quan thông tấn báo chí đồng nghiệp đã đến đưa tin về diễn đàn. Xin được trân trọng cảm ơn quý vị. Và thưa quý vị, tiếp theo đây chúng tôi xin được mời quý vị cùng lắng nghe phần tham luận của ông Hoàng Mai Trung, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Mayland với chuyên đề giải pháp chuyển đổi số trong ngành bất động sản. Vâng, chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Hoàng Mai Trung. Kính thưa ông Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Kính thưa ông Nguyễn Minh Chiết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Thanh niên Hội Thanh niên Việt Nam. Kính thưa các lãnh đạo, giáo sư Đặng Hùng Võ, rồi bà Đặng Phương Thảo thì là lãnh đạo của Báo Thanh niên. Kính thưa các bộ ban ngành lãnh đạo và các cái lãnh đạo của doanh nghiệp, rồi các diễn giả, các chuyên gia có mặt tại đây ngày hôm nay. Tôi đại diện cho Mayland xin chia sẻ cái giải pháp chuyển đổi số trong lĩnh vực công nghệ bất động sản. Theo góc nhìn của Mayland, phần chia sẻ của tôi gồm 3 phần. Phần thứ nhất thì chúng ta trao đổi về cái chuyện xem thị trường bất động sản đang có thực sự cần thiết ứng dụng công nghệ không. Phần thứ hai thì chúng ta xem là cái thực trạng mà ứng dụng công nghệ cho lĩnh vực này ở trên thế giới mà ở tại Việt Nam đang diễn ra như thế nào. Và phần thứ ba là phần chia sẻ cái giải pháp chuyển đổi số của Mayland trong lĩnh vực công nghệ bất động sản với mô hình hệ sinh thái công nghệ bất động sản.
Như chúng ta đã biết thì ở các chuyên gia đã chia sẻ thì thị trường bất động sản hiện nay đang gặp rất nhiều vấn đề bất cập, trong đó chủ yếu là vấn đề liên quan đến giao dịch bất động sản, rồi vấn đề phát mãi, rồi vấn đề của môi giới, vấn đề về tính minh bạch và tính pháp lý. Và chính vì vậy, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư này chính là một cơ hội để cho các cái doanh nghiệp Việt Nam ứng dụng công nghệ chuyển đổi số. Việt Nam thì đã trải qua các cái cuộc thăng trầm trong lĩnh vực bất động sản, và những cái cuộc thăng trầm này có vẻ đang vẫn hiển hiện ở trong nước và ở rất nhiều quốc gia khác, và đâu đó vẫn thiếu đi những cái công cụ để có thể giải quyết những cái bài toán này. Việt Nam, Trung Quốc là những cái quốc gia mà rất là gần nhau, và lĩnh vực bất động sản vẫn đang có rất nhiều những cái sự rủi ro. Và những cái rủi ro này thì hiện tại vẫn chưa có những cái công cụ phương tiện để giải quyết. Như vậy thì rất cần một cái hệ sinh thái để giúp cho thị trường phát triển bền vững. Và Mayland đề xuất một cái hệ sinh thái gồm rất nhiều cái sản phẩm để giải quyết từng góc trong cái thị trường này, để giải được cái bài toán tổng thể. Một hệ sinh thái mà ở đó có nhiều sản phẩm để giải quyết đa dạng các nhu cầu của thị trường. Một hệ sinh thái mà tối ưu hóa và đơn giản hóa, làm cho cái thị trường bất động sản giao dịch nhanh chóng hơn và giải quyết rất nhiều cái nhu cầu thiết thực. Một hệ sinh thái mà ở đó các cái sản phẩm thật sự đem lại cái lợi thế tiên phong cho lĩnh vực bất động sản, cho các cái đơn vị ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực bất động sản, và thúc đẩy cho dòng tiền lưu thông nhanh hơn. Và từ cái thúc đẩy này sẽ giúp cho quốc gia phát triển mạnh hơn so với khi mà không ứng dụng công nghệ bất động sản. Tiên phong ứng dụng công nghệ bất động sản sẽ dành cho những cái doanh nghiệp, những cái tổ chức. Và chúng tôi làm thì không phải chúng tôi nghĩ ra, mà đây là chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước rất là rõ ràng. Cụ thể ở đây là quyết định 749. Vậy chúng ta thấy là công nghệ bất động sản rất là cần thiết, và công nghệ bất động sản trên thế giới và trong nước đang diễn ra như thế nào? Trên thế giới thì chúng ta thấy rất nhiều cái nền tảng công nghệ có giá trị vốn hóa hàng tỷ đến hàng trăm tỷ đô, nhưng trong lĩnh vực bất động sản thì vẫn chỉ ở dừng lại ở cái dạng đăng tin quảng cáo cho thuê và mua bán bất động sản. Và cái vấn đề này nó đã xảy ra rất nhiều rồi năm, bởi cái lĩnh vực bất động sản nó khó khăn trong chuyển đổi số hơn rất nhiều. Và như vậy đăng tin thôi là chưa đủ, bởi thị trường bất động sản nó có rất nhiều cái đối tượng tham gia, từ ngân hàng, cá nhân, tổ chức, các công ty môi giới, các chủ đầu tư, và rất nhiều những cái hoạt động từ giao dịch mua bán cho đến phát triển bất động sản, mua, thuê. Và chính vì như vậy thì cái ngành bất động sản nó đòi hỏi rất nhiều cái phương tiện công cụ. Trước mắt những cái cơ bản nhất là nó giải quyết cái vấn đề về tính cung cấp thông tin, về thúc đẩy về giao dịch và năng lực quản lý bất động sản. Trong đó thì với tư duy của một nền kinh tế chia sẻ hướng tới một tài chính hóa cho bất động sản và dựa trên cơ sở của bất động sản thông minh. Nhưng tại sao thị trường bất động sản nó màu mỡ như vậy, công nghệ bất động sản màu mỡ như vậy, nhưng tại sao mà cái vấn đề ứng dụng công nghệ vẫn chậm trễ như vậy? Và ứng dụng như vậy thì cái chậm trễ đấy thì nó làm cho cái ngành bất động sản tại sao mà nó chậm? Thì như chúng ta nhìn ở đây thì thấy rõ là sao? Là cái thị trường về ngành đầu tư cho lĩnh vực bất động sản luôn phát triển chậm hơn so với cả cái năng suất lao động chung hay sự phát triển chung của nền kinh tế. Bởi những cái rào cản liên quan đến sự gia nhập thị trường, rồi tính minh bạch của thị trường, và thiếu sự đầu tư, nghiên cứu, chưa kể cái tính phức tạp của thị trường bất động sản.
Như vừa rồi FPT có chia sẻ thì thấy anh em công nghệ không hình dung được hết thị trường bất động sản này, chắc chắn. Còn những người làm bất động sản thì không có tư duy của chuyển đổi số thì không thể làm được. Bối cảnh toàn cầu thì hầu hết những cái đầu tư về công nghệ cho bất động sản tập trung chủ yếu ở các nước phát triển và quốc gia lớn. Còn ở tại khu vực Đông Nam Á chỉ có 72,9 triệu trong khi 84,4 tỷ trên toàn cầu với trên 3.000 nhà đầu tư. Và tại Trung Quốc thì các doanh nghiệp công nghệ cho bất động sản tại sao phát triển được? Bởi họ hầu hết đi theo cơ chế vốn hướng tới IPO, dựa trên cái nguồn vốn đầu tư từ các nhà đầu tư thiên thần, các nhà đầu tư quỹ. Và doanh nghiệp, thật sự doanh nghiệp công nghệ bất động sản nó đem lại doanh thu thực sự lớn như chúng ta nhìn đây. Trên 3 tỷ đô đến 11 tỷ đô và giá trị vốn hóa của họ kéo dài từ trên 5 tỷ cho đến 122 tỷ đô. Công nghệ bất động sản ở tại Việt Nam với quy mô thị trường thì chúng ta thấy cái mức độ tăng trưởng đến năm 30 tăng gấp 6 lần và giá trị ngành là 19 tỷ đô. Đây là một thị trường rất là màu mỡ. Nếu mà chúng ta áp dụng công nghệ giúp cho các cái doanh nghiệp phát triển bất động sản và giao dịch bất động sản nhanh hơn, chắc chắn chúng ta sẽ có lợi nhuận trong đó. Nhưng rất nhiều doanh nghiệp đầu tư thì chủ yếu vẫn dừng ở thuê bởi nó là cái thứ đơn giản nhất. Hầu hết vẫn chỉ là những trang đăng tin. Và chính vì cái thị trường Việt Nam nó còn nhỏ cho nên nếu chỉ tập trung vào những cái phân khúc nhỏ như thế này thì chắc chắn cái doanh nghiệp rất khó để mà có thể đi đến thành công. Hệ sinh thái doanh nghiệp PropTech tại Việt Nam phân mảnh rất là nhiều. Ở những cái mảng quá nhỏ và hẹp cho nên thị trường không đủ giá trị. Lượng vốn đầu tư như vậy cũng rất khó để có thể lớn để giúp cho các doanh nghiệp đi được về đích để bắt đầu tái được đầu tư và tăng trưởng nhanh được để có thể vươn ra thế giới. Và đối với những cái mạng viễn thông ảo, người ta cũng đã tính đến những cái chuyện mà xác định những cái mô hình về hệ sinh thái, đấy là một xu hướng chung. Chính vì vậy thì Mayland đi theo hướng tập trung vào ngành bất động sản nhưng với mô hình là một hệ sinh thái công nghệ bất động sản. Thì chúng ta cùng tìm hiểu với nhau xem là nó là cái gì. Ở những cái giai đoạn phát triển sản phẩm truyền thống thì chỉ là những cái trang web và người phát triển công nghệ thì chủ yếu tập trung vào cái trải nghiệm người dùng với những tính năng và quan tâm chủ yếu là cái traffic. Trong khi đối với phát triển hệ sinh thái công nghệ số thì là phát triển các cái sản phẩm, những cái nền tảng công nghệ và ở đó các tính năng chỉ là một thành phần rất là nhỏ, từ đó đem lại rất nhiều dữ liệu để tối ưu hóa cái trải nghiệm khách hàng, giúp cho cái hành trình khách hàng ngày một tốt hơn và chuỗi giá trị này đem lại nhiều giá trị hơn cho khách hàng. Và đấy là cơ hội để ứng dụng các cái công nghệ trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư này, là cơ hội tập hợp dữ liệu để hướng tới một chứng khoán hóa bất động sản hay một tài chính hóa hay một ngân hàng số cho lĩnh vực bất động sản. Đó cũng là đóng góp vào cho kinh tế số, xã hội số, chính phủ số theo đúng chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước. Ví dụ nghị quyết 50, 52 hay 749. Khi chúng tôi phát triển thì chúng tôi vẫn phải dựa vào cái môi trường truyền thống. Đấy là cái hành trình hoạt động theo phương thức truyền thống của lĩnh vực bất động sản. Ví dụ đối với người đi giao dịch mua bất động sản thì chúng tôi cũng phải xác định nhu cầu, dựa trên cái nhu cầu đó thì chúng tôi đưa ra Mayvalue là một công cụ định giá bất động sản. Chắc chắn FPT cũng chưa làm được. Tìm thông tin bất động sản thì có Mayland, đi xem bất động sản thì có May3D, thẩm định bất động sản thì có Mayvalue, Maymap, Maylottery, đàm phán có Maychat. Đối với người môi giới bất động sản, chúng tôi cũng cung cấp rất nhiều công cụ. Đây là một chuỗi hành trình cơ bản nhất
để người môi giới có thể thẩm định được bất động sản, tìm kiếm được khách hàng, dẫn khách đi xem nhà trên không gian ảo, đàm phán, thương lượng, đặt cọc, thanh toán và chuỗi hành trình. Đây là chuỗi hành trình rất cơ bản. Trong cái hệ sinh thái chúng tôi có rất nhiều những sản phẩm và mỗi một sản phẩm đáp ứng nhu cầu của rất nhiều cái đối tượng khách hàng khác nhau. Và các sản phẩm loại chồng đè lên nhau thành một cái mạng lưới ma trận. Nếu người không có am hiểu trong lĩnh vực công nghệ, không hiểu am hiểu trong lĩnh vực về chuyên môn bất động sản rất khó hình dung. Và chúng tôi đề xuất một cái hệ sinh thái công nghệ bất động sản để ứng dụng trong cái lĩnh vực bất động sản, để đóng góp giá trị vào trong cái chuỗi phát triển của nền kinh tế liên quan đến bất động sản. Giống như Uber Grab từ một phương tiện vận chuyển mà trở thành một ngân hàng số, thì chúng tôi cũng từ một đơn vị kết nối giữa những người giao dịch bất động sản hướng tới cũng sẽ trở thành một ngân hàng số, giống như cách của Google đã đi. Và kể cả tái cơ cấu liên tục thì Google cũng hướng tới một cái hệ sinh thái các sản phẩm công nghệ, và họ đã thành công lớn. Và Mayland cũng đề xuất một cái nền tảng các sản phẩm công nghệ với một super app. Một người đi vào sản phẩm có thể giải quyết hầu hết tất cả các vấn đề. Và để làm được điều này, chúng tôi cũng phải nghiên cứu hệ thống của rất nhiều đơn vị tổ chức, trong đó có FPT, có Viettel, có VNPT, có những cái đơn vị liên quan đến viễn thông. Chúng tôi phải nghiên cứu hạ tầng, rồi nghiên cứu về cơ sở dữ liệu của họ, để từ đó phát triển những cái công nghệ và cơ sở dữ liệu phù hợp tương ứng để cung cấp, để đấu ghép với cơ chế là một hệ sinh thái mở. Đây là cơ sở dữ liệu của tỉnh, thành phố. Rồi những cái đề án chúng tôi rất là quan tâm, và chúng tôi cũng phải nghiên cứu, trong đó có những cái phần đặc biệt liên quan đến những về đất đai. Và giải pháp là tổng thể, không chỉ bất động sản mà nó là đa ngành, đa nghề. Và những cái nội dung hợp tác của chúng tôi thì chủ yếu tập trung vào bản đồ số và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, về tài nguyên môi trường, về công chứng, về sàn đấu giá bất động sản, ví điện tử, hệ thống tổng đài, rồi trải nghiệm ảo, rồi cơ sở dữ liệu viễn thông làm nền tảng và truyền thông hội tụ. Mô hình của chúng tôi dựa trên cơ sở là nhu cầu của khách hàng. Chúng tôi tạo ra các sản phẩm công nghệ để giải quyết những cái nhu cầu phân khúc khách hàng. Từ đó chúng tôi có doanh thu. Từ doanh thu thì chúng tôi sẽ có được những cái quỹ góp vốn đầu tư. Từ đó chúng tôi sẽ tăng cái giá trị vốn hóa, tăng khách hàng và thị trường, tăng tài sản, tăng thương hiệu. Tiếp tục chúng tôi sẽ MMA, liên doanh liên kết, phát triển các sản phẩm doanh nghiệp mới. Từ đó hướng tới IPO, lại tiếp tục tạo ra nhiều giá trị hơn, giải quyết nhiều vấn đề hơn, trong đó đặc biệt tính thanh khoản cho thị trường bất động sản. Rồi chúng tôi từ đó lại dựa vào vốn của các nhà đầu tư để tiếp tục phát triển với một triết lý kinh doanh kiểu mới. Ví dụ, triết lý kinh doanh hướng khách hàng, hướng sản phẩm, hướng hạ tầng, hướng tài chính, hướng quốc tế. Triết lý hoạt động tinh gọn, minh bạch, năng suất, hiệu quả, hiệu năng. Triết lý thực thi, doanh nghiệp thực thi, lãnh đạo phục vụ, doanh nghiệp học tập, thông tin tức thời, tinh thần phụng sự. Và ở đây thì chúng tôi đặt cái lợi ích quốc gia lên trước, lợi ích cá nhân lên về phía sau. Và đây là cái tinh thần của chúng tôi trong cái việc phát triển công nghệ số. Bởi phát triển công nghệ số thì cần tư duy mới. Nếu tư duy mới không dẫn dắt thì chắc chắn những đội ngũ thực thi người ta sẽ không làm được. Triết lý về tài chính, chúng tôi hướng tới niêm yết sàn chứng khoán, đầu tư cho các cái phát triển về hoạt động, đầu tư cho phát triển theo đuổi giá trị vốn hóa, theo đuổi dòng tiền. Triết lý quản trị chiến lược, quản trị marketing, quản trị tài chính, quản trị nhân sự và quản trị khách hàng. Triết lý về sản phẩm, hướng hệ sinh thái mở, hướng cảm xúc, hướng công nghệ, hướng dữ liệu, hướng nhân tài. Nếu không rõ những cái triết lý này, đội ngũ không thể thực hiện được. Và đây chính là những cái mà các cái doanh nghiệp công nghệ ngày nay, trong cái cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, mà có nguồn lực rất lớn nhưng không thể làm được, bởi vẫn không thay đổi tư duy. Và tư duy công nghệ số là một cái tư duy kiểu mới.
Và từ cái cơ sở như vậy, với cái góc nhìn là chúng tôi am hiểu thị trường, chúng tôi xây dựng tổ chức đội ngũ đủ tốt, chúng tôi tạo ra cái sản phẩm công nghệ đáp ứng được nhu cầu của khách hàng với một cái ý tưởng lớn, không chỉ làm trong nước mà vươn ra quốc tế. Với sứ mệnh tầm nhìn lớn thì chúng tôi dễ dàng gọi vốn trong thị trường trong nước và quốc tế, và hướng tới không chỉ kinh doanh ở thị trường trong nước mà hướng tới kinh doanh thị trường nước ngoài. Trên 90% doanh thu của chúng tôi sẽ hướng tới ít nhất là thị trường Đông Nam Á. Phần trình bày của tôi đến đây được kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các quý vị đã chú ý lắng nghe.